Mình sẽ xem lại chị đấy. Ok. Cảm ơn. Chèo quá giỏi luôn. Vậy mới mà hết mực. Cố lên nha. Em xin chịu xong rồi chia sẻ luôn đó chị. Ừ. Chị muốn đi tính. Nhưng mà sao? Ý là em không biết là chọn phương pháp chia sẻ như thế nào cho nó ok nhất. Làm mộng xong này chị tư vấn cho.
Chắc xong rồi. Em mụn ở cũng sâu nên dễ bị sẹo. Có nhiều người tâm bị mụn cũng nhiều nhưng mà da ta nó để lại sẹo. Này nó viêm đi. Em bao nhiêu tuổi vậy hả? Con còn trẻ. Một bữa mong đi. Review ra đây. Thịt cá này đã kìa. Đặt như cảm nhận à. Nó rất là nhai vừa dai. Và ăn dọc nó không bị khi mà mình nuốt nó không bị liệu rã như những con cá khác mà. Rồi mở thì béo nè, rất là thơm. Cá này là cá hầm không? Tôi không là tôi phải kỳ bi tôi nói gì được luôn. Ngon quá rồi. Từ thứ hai hả? Bớt ra. Bớt ra đi. Tôi dặn này nhiều chưa đó? Ăn này nhiều chưa? Cũng ít đó. À trên trên Cần Thơ hình như không có hả? Không có món này nữa. Mấy quán không có luôn á. Cũng có mà. Bớt ra không? Thường mà nếu mà mở quán nhậu mà mở quán này là em nó thì vô luôn á. Mà cá người ta là cá nuôi thức ăn nó ngon cái này. Ừ. Cá này cá nuôi hầm mà. Em thử nước anh nấu vừa không? Vừa miệng không? Vừa. Về nấu quán nhậu được chưa? Không giống nha. Mày không giàu giàu quá trời. Mới giàu mới giàu là nhiều mà giàu. Ừ. Đem cả chục triệu mà. Cái nhà thêm dịch vụ đưa nước tại nhà nữa. Cá rất là chay các bạn. Mời các bạn miếng cá. Uống nước hả? Rồi, lấy đi đó đi. Nó được đến đây mà còn dai. Cái da bằng cái tôi thấy còn 60 ký. Còn nó ở ngoài sông á, con cái mới có. Còn ở dưới biển 100 mấy chục ký á, một con cá lộ. Những người ta đi câu ban đêm á, là hay dính với con bự đó, mà câu ngoài sông cái nha. Con cá. Con cá. Nó còn miếng cá cho nó dị cho nổi kìa. Không, người ta có vợt. Khi mà nó dính á, người ta kéo vô, người ta lấy vợt, người ta vợt lên. Chứ em nghĩ lên là không dính đâu, không dính nổi đâu. Đứt cái gì? Đứt. Mà chưa ngỡ thay được ký rồi nó dễ như vậy nữa. Cái giờ thì dớt lên mới được. Ăn cá nhiều đi mọi người. Có ăn cơm rồi. Dính con đó là về luôn. Về rồi. Thổi cầm nữa. Tôi mấy con đó chắc đã nhà hàng quá ha. Ai ăn hết. Sáu dục ký chắc làm một cái tiệc luôn á. Cá nó gọt nó nổi. Dao mình gọt nó nổi. Thứ một trình xanh mà trình sao nó không có nước chảy đâu mà ai cũng nói ma nhắc vậy. Rồi mấy ông của mình còn mau qua mua trình sao nó cục dính trình sao sao mấy đi luôn dạ tại nó có thể kho này nó ăn cho hết đi. Nè nè, có vịt nữa nè, vịt không? Vịt nữa, kho gừng đó. Vịt kho gừng rồi các bạn. Cứ để tự nhiên đi anh. Dạ. Tước mới xa. Nhà qua cũng tới. Không có gì tước hả? Không có gì tước hả? Ăn cá này cho hết đi. Dạ. Còn ăn đâu có một mình ông này. Đây mới hả? Đi vòng vòng đấy. Đây hả? Mất khảo hả?
tại vì muốn bới chính mình bới cho nó bới nhiều người. Làm vậy cũng mới giàu. Em cho nó bới bới một chén cho nó ăn no. Chén chén. Gì vậy? Là hoài hoài á. Nói gì vậy? Từng khẩu chứ ông Mỹ mà cho dân lên. Ừ. Dạ. Tình quả năm nay mà nó nhỏ do ấy. Nhỏ năm nay lắm. Thì chỉ mò mò thì đi. Mò đó. Từng thao từng sau nữa. Tuần tới mình sẽ đi nhà ổng. Tuần này nè. Tuần tới đi Bến Tre. Ừ. Tuần kia rộng lên lên. Đó. Ai đi sau đó. Anh đi mấy đứa rồi. Ăn nhiều nhiều đi. Quay ăn cơm cũng được nữa. Giờ thứ bảy này mình đi ngang đâu thanh dạ. Đi đường hả thanh không biết không được từ đến chế tí thì má bốn xe nó hai xe bốn người rồi đi ba xe hả đi chạy ra chạy vẫn đi mà ừ hả hoặc là chiều thứ sáu anh chạy lên Cần Thơ à, mình đi chung được không em sợ gia đình không cho biết cái gì đâu anh nói em đi ra đi vệ sinh ừ. Giống bò trắng trường. Cơ tử rất nhiều con còn rất mình là rau ăn rau sạch không đó. Rau này rau già. Không có loi chứ. Hả? No chưa? Không no chưa? Toàn bộ sạch dân trong cái nồi nè. Nhóc chưa nè. Không no hả? No đi lại rẻ miệng cho ngủ. Người cá cá quá là cá mà đăng anh ngủ hay đi ngủ đăng là sai từ 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 nãy giờ là luyện bụng dữ lắm rồi á đi lên đi xuống